Hello everybody, quay back to my Tune Gameplay channel. Xin chào bạn đã quay trở lại kênh Tune Gameplay của mình trong ngày nay. Trong video sẽ 12 tựa game nổi bật nhất chúng ta xem qua. Với tựa game đầu tiên mình chúc cùng các bạn khám phá ngay trong video này. Đó chính là Scary Teacher Buddy. Let's go. Chapter 3 Christmas Debacle. Okay. Read Objective. Let's start it. Oh, such a fabulous job done by yours, truly. Francis will be so impressed with me. One, two, three. Ta-da! Oh, I can't believe those little rats fell for it. Thinking that if they set up my Christmas tree, I'd actually let them pass my class. Genius! Oh, it's so cold today. Seen a more beautiful Christmas tree. Wait till you see the lights. Wait, what? Why aren't these lights working? Oh, let me switch them on. Are you ready to be amazed? One, two, three. Ta-da! I'm burning. Bây giờ mình sẽ chuyển sang tỉnh thứ hai cho mình là ngoài No Label Hard Neighborhood. Tỉnh mình sẽ trying to be self and we have a new game now. Mình win Sticky Board. Chúng ta sẽ bị bắt và cái cửa kia này được làm lại. This is Harry Jarvis. We're from the Morning Chronicle. I wonder if we could come in for a minute. Well, I
okay. That's it. Yeah, okay. Good to see you here. You look great. Where are you staying? I've got to get. Be careful. Cửa bình thường các bạn. Không phải có thiết bị hay đường cụt này. Okay. Chúng ta đi vòng này phía sau thì mở tất cả cái cửa bị chặn bởi những chiếc ghế bông tan các bạn. Đấy, các bạn thấy chưa? Đó. Đến hết rồi. Turn off. Chúng ta sẽ chiếc máy cấp điện cho cái cửa đấy. Cái cửa chúng ta sẽ là cái cửa cuối cùng mà chúng ta sẽ đi vào đây. Chuyển sang điểm thứ ba cho mình nào. Chuyển sang hoa game store. We start from level 1.
That's simple. Oh, yeah. She makes game scare. Do that later on. Okay, be careful. Okay, well, so much gear. I'm going to just have to do that one. Ice cream. Let's play now. Open the window. And
là tôi ask một để cho tay tìm theo sợi dây các bạn. Hết sức hay rồi đó. Mình sẽ bắt đầu lên này. We need to find. And we need to use. Ok, bỏ giờ cứ chữa mã code nào. Cho thầy truy cập vào cuối thông tin này nào. Để xem các bạn. Jessica, what are they, yeah? I'm going to kill some kids today. I'm looking for the chubby ones. I'm going to find some chubby kids and we're gonna make some ice cream fun. The chubby wow. Chúng ta đến đâu đây nè. Chúng ta đang mãi bên cú để chống cái kia rồi bạn. Tiếp tục đi can để chứa sao nào. Mình đi xong mà về kia có đồ không nhỉ các bạn? Painting can to go on. Cùng lấy sang các bạn. Quay chạy xe ô tô nào. Không bay gì cả. To another side.
đúng cái cần thôi mà cần gạt đó các bạn. No, check it here. It's office key. Cho các bạn xem để di chuyển đến điều đến cuối cùng này. Xong nhiệm vụ này là các bạn. Hãy nhận cái tin cho chị cài gọi. Đây, chỉ chìa khóa của nhà kho này. Road to parking gate. Chiếc kim này ạ. Xe di chuyển xuống đây các bạn. Ok. We have hit dot. Chúng ta được hút. Chúng ta đã cứu được xong của bạn của chúng ta các bạn. Cùng chuyển sang tình hình tiếp theo. Bên đi phát. Cũng sau này chúng ta sẽ đi qua được cửa này trong bao lâu rồi các bạn.
chúng ta vũ khí một đàm. Thằng này vừa sắm chết lại. Hai đàm. Còn bị con này chưa ba đàm. Ba máu thôi. Finish him right now. Ok các bạn. Và mình đã thắng được nhiệm vụ này để chuyển sang tới tiếp theo. Crazy Funny Craft. Sẽ đi hết trong thời gian ngắn nhất các bạn. Ok. Restart. No. Music. No 7. Chuyển sang tìm thứ 8 chú ý nào các bạn. Snan Arena The School. It's free now. Mình sẽ nấu 3 chất nào. Go to Thursday first.
mình thường là dùng cái hộp dưới khóa trong này của bạn. Nhưng hôm nay thì không thấy gì hết. Ok, mình chuyển sang tiếp theo nào. IT Hall of Crown. Ok, mình nghĩ chuyển sang tự game thứ 10 nào. Snanner Rising, Judica. Welcome back everybody. Night Vision. Đây là tìm hai dấu hiệu đầu tiên này, nếu bạn có thể hiểu được và tìm ra các dấu hiệu khác không ạ? Where is the shadow? Ok, vậy thì chúng ta đã tìm ra được dấu hiệu đầu tiên. Cái game này thì do gì? Có thể chúng ta được vào nơi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ chuyển sang game thứ 11 nào. Scary Trial. Level 4. Vẫn nên chú ý về garage. Hãy đột nhập vào garage. Và này, cái đích quá trời này. Ok, 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 ok. Chuyển sang tiếp theo nào. Basic Education. Welcome to Bowling Basics and Education. Oh, hi. Welcome to my schoolhouse. Chào lại quý khách các bạn. Chào nhiệm vụ chúng ta trong này. Together. Now it's time for everybody's. You got it. Good one. 15. Rock good one. Wow. Excellent. Ok bạn. Đây cũng là tựa game cuối cùng trong video này, một channel chuyên game play của mình. Mình xin chào các bạn, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Một channel chuyên game play của mình. Thank you so much. I'll see you soon in the next video. Goodbye.